Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình thay chậu cho cây mini các bạn ha. Đây là cây sâm núi các bạn. Cây sâm núi này mình trồng từ hạt đó các bạn. Rồi mình cũng có uống qua rồi ha. Thì mình cho nó ôm cái tường ở đây nè các bạn. Thì ôm cái mái đình ha. Để này mình gỡ ra cái bộ rễ nó có quấn vô cái tượng này không nha các bạn. Này mình trồng trong đây cũng lâu rồi các bạn. Sâm núi mình trồng từ cái hạt đó các bạn, mà không biết là mai mốt nó lớn lên không biết nó có ra trái hay ra bông đây không biết nữa. Này có mấy cây trang các bạn, mấy nhánh trang mình ghim đây nè, ghim dăm cành cái nó cũng sống luôn nè. Đây này mốt mình trồng luôn ha. Cái bộ rễ nó cũng ăn xuống dưới luôn các bạn. Rồi để mình lấy nước mình xịt sơ ra coi sao nha các bạn. Sau khi mình rửa ra thì thấy rễ nó quấn kín cái tượng luôn các bạn. Hôm trước mình quấn thì chỉ có mấy cọng rễ lớn hả. Mình ăn ra rễ cám, rễ con nó ra nhiều các bạn. Giờ mình thoa cho nó cái chậu này các bạn, chậu càng càng cho nó đẹp, mình là chơi tiêu cảnh luôn ha. Thì dòng sâm núi này nó sống cũng khỏe lắm các bạn, nhưng mà đất mình thoát nước tốt này kia rồi là ít đất nó vẫn sống nha các bạn. Đây, sâm núi thì nhân giống bằng cách dăm cành hoặc là chiết cũng được các bạn. Mình dăm cành cũng dễ sống á. Còn như cây của mình thì mình trồng từ cái hạt đó các bạn. Tại mình có cái cây sâm trái lớn á, nó có trái á. Rồi trái nó già cái rồi mình lấy cái hạt đó mình gieo các bạn. Cái cây nhỏ vậy chứ mà cũng khoảng 2 năm rồi các bạn. 2 năm nó mới lớn được nhẹ. Mà không biết mọc từ hạt lên rồi mai mốt nó, khi mà nó già thì không biết có bông trái gì các bạn, không biết là ra trái hoặc là ra bông thì không biết nữa. Mình lúc trước mình cũng có mấy cây sâm núi lớn các bạn. Có cây là nó không ra trái luôn mà không ra bông luôn. Mình mua về khoảng 5 năm mình nuôi 5 năm à. Cũng làm đủ cách cho nó ra trái mà ra bông gì đó mà nó không ra các bạn. Rồi sau này mình giao lưu lại luôn rồi các bạn. Thì cái cây của mình hồi đó mình mua là cái dạng cây khai thác các bạn, khai thác ngoài thiên nhiên á. Còn sâm núi giờ người ta làm dạng công nghiệp đó các bạn, người ta chiết á, chiết mấy cây nào mà người ta biết có trái rồi đó. Người ta chiết chắc chắn là có trái rồi ha. Rồi mình trồng trên cái chậu cạn nên mình lấy kẽm mình cố định các bạn, cố định cái tượng lại ha. Rồi mình lấy kẽm mình xiết cái bộ rễ cho nó ôm ôm lại các bạn, để mai mốt cho nó ăn xuống đất cho nó cứng ha. Thì mình cắt tỉa lại các bạn, cắt mấy cái rễ nhỏ nhỏ ở trên mình cắt hết nè, mình chừa mấy cái rễ lớn ôm xuống ha,
nuôi cho mấy cái rễ chính nó lớn các bạn. Với mấy dòng sâm núi này thì mình chơi cái mini nó cũng đẹp các bạn. Thì lá nó cũng nhỏ các bạn. Cái loại sâm núi của mình cây này thì loại lá nó cũng nhỏ hơn mấy loại kia các bạn. Rồi sau khi mình đắp rêu thì mình cắt tỉa lại nha các bạn. Này mình cũng uống cái xương chín hết rồi. Giờ nó ra cái cành nhánh này mình chỉ cắt tỉa thôi các bạn. Thì sâm núi thì nó nhảy tược mạnh đó các bạn. Đó, mình phải cắt tỉa thường xuyên luôn á. Giờ mình không có uống nữa mà mình cứ mấy cái chi nào mà nó nhảy ra thì mình cứ cắt cho nó cái tàn nó ấm lại các bạn. Rồi, sau khi hai chậu thì cây nó cũng hoàn thành rồi các bạn. À, xin chào và hẹn lại các bạn trong những clip tiếp theo nhé. À, tạm biệt các bạn.